Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Thành Đan Vương, đường. Các ngươi nói, Tần đại sư rốt cuộc là trình độ như thế nào? Ở đây có đan sư bát phẩm, hắn có thể dạy được hay không? Thế là có thể, hắn là truyền nhân của Đan Vương. Truyền nhân thì không sai, nhưng mà hắn vẫn chưa trưởng thành Đan Vương. Cũng đúng. Ta không nói mấy lời dư thừa nữa, chúng ta bắt đầu luyện đan. Một canh giờ sau, dị tượng của thiên địa, đây là loại đan dược cửu phẩm nghịch thiên nào đó xuất hiện, xuất thế rồi sao? Hình như là còn mạnh hơn là cả cửu phẩm. Là phía bên đan đường, lẽ nào là Tần đại sư? Ta có chút hối hận không gia nhập vào thiên minh rồi. Đan dược cửu phẩm đã xuất thế rồi. Đây là đan dược ở trên cửu phẩm, sao có thể chứ? Là ai? Ai đã luyện đường đan dược ở trên cửu phẩm? Mọi người đã nhìn rõ hay chưa? Đan dược cửu phẩm sao? Có lẽ là không phải. Ta may mắn gặp qua đan dược cửu phẩm xuất thế một lần, không có khoa trương như vậy. Không lẽ là đan dược ở trên cửu phẩm? Tần đại sư, ngài luyện chế này rốt cuộc là đan gì vậy? Đan này tên là Chí Tôn Linh Vương Đan. Chí Tôn Linh Vương Đan, một viên đan dược có thể tạo ra một vị cường giả linh vương cảnh, như vậy thì quá là khủng bố rồi. Cảm ơn đội minh chủ. Lâm đại sư, ngài đây là đột phá trên cửu phẩm rồi sao? Lợi hại thật, khó mà tin được. Đúng vậy các vị, buổi dạy học đã kết thúc rồi. Các vị có thể rời khỏi được rồi. Hạ Băng tiểu thư, ta muốn hỏi một chút, sau này Tần đại sư có dạy nữa hay không? Đúng vậy, dạy thì nhất định là phải thông báo với chúng ta đấy. Không sai, không sai, dạy học thì vẫn có, nhưng mà thời gian cụ thể sẽ thông báo với mọi người. Mỗi lần dạy học, ngoại trừ người thiên minh ra, những người còn lại đều không được tham gia. Tốt quá rồi, sau này vậy mà còn có thể dạy học, như vậy là tốt quá rồi. May mà ban đầu gia nhập với thiên minh, Tần đại sư thật sự là người tốt, chiếm dụng thời gian của bản thân đều dạy học cho chúng ta. Giải tán. Vừa nãy là ai đã luyện chế được đan dược vậy? Não ca, có thể chia sẻ nội dung dạy học vừa nãy của Tần đại sư một chút được không? Ngài có biết làm thế nào để gia nhập vào thiên minh hay không? Hạ Băng tiểu thư, chúng ta muốn gia nhập vào thiên minh. Đúng, hãy nhận chúng ta đi. Ta là đan sư bát phẩm, ta là cửu phẩm. Thiên minh quả thật là cần tiếp tục thu nhận đan sư, nhưng mà khác với trước đây. Bây giờ gia nhập, trước 6 tháng cần phải nộp lên gấp đôi đan dược. Gấp đôi, được. Ta gia nhập, ta cũng gia nhập. Còn có cả ta. Người muốn gia nhập vào thiên minh cứ ở lại đây trước. Một canh giờ sau có thể đi vào đan đường đăng ký. Ngày thứ 2. Minh chủ, theo những thống kê của đan đường, tổng cộng là tăng thêm 7.000 đan sư mới. Đan sư cửu phẩm, bát phẩm, thuộc đan thấp, thuộc đan vương bây giờ toàn bộ đều đã tiến vào thiên minh rồi. Rất tốt, nếu như vậy, dây chuyền đan dược của đại lục nguyên thủy cũng xem như là bước đầu thành lập rồi. Ngươi nuôi xuống trước đi. Đã đến lúc nên suy nghĩ một chút về viên tiên hồn thứ 3 này rồi. Bạch tiểu nì, đan long, viên thứ 3 tiên hồn tốt nhất là có liên quan đến tinh thần lực. Minh chủ, ta muốn quay về yêu vực một chuyến. Yêu vực xuất hiện một con yêu thú thực lực rất mạnh, đến ngay cả chủ của yêu vực của chúng ta cũng đều bị nó đánh cho bị thương rồi. Có chút thú vị. Nhưng mà đến ngay cả chủ của yêu vực cũng không phải là đối thủ của nó. Còn ngươi thì sao? Ta nhất định là không được, nhưng mà yêu vực ta phụ trách cũng bị tập kích, cho nên phải quay về chủ trì đại cục. Nói cho ta biết tình yêu của yêu thú đi. Yêu thú kia đột nhiên xuất hiện ở yêu vực, công kích vô cùng kỳ lạ, có thể khiến người ta thất khiếu chảy máu và chết một cách vô căn cứ. Chủ của yêu vực chiến đấu với nó, hai bên đều bị thương. Yêu thú đó đã 2 ngày rồi vẫn chưa xuất hiện. Thất khiếu chảy máu giống như là công kích tinh thần. Đi, ta sẽ đi một chuyến đến yêu vực với người.